Xin chào tất cả các bạn, mình Hồng Nguyên đây, Cherry English đây. Nơi này, đông đảo bà con cô bác đang dành nhiều tình cảm, mến mộ, yêu thương và quan tâm sâu sắc. Đó là Cherry English Center, trung tâm ngoại ngữ Cherry. Nào, cùng mình đi hết video này nhé. Vâng, mình đây. Đầu tiên, mình xin giới thiệu trung tâm ngoại ngữ Cherry nằm trên trục đường quốc lộ 9. Có địa chỉ và trụ sở công ty là ngoại ngữ Cherry 306 Lê Dũng, ngay ngã ba. Đường đi lên và đi về cũng như là giao thoa với con hẻm Võ Văn Tần đấy các bạn. That is so my hobby when it was small. Yeah. What do you want to be in the future? I want to be a designer in the future. Yeah. Nội bộ được xây có cái tiêu chí nhỏ nhưng bài bản chuẩn chỉnh ngay từ lúc đầu. Việc thành lập trung tâm này do những người founder có thâm niên nghề say mê với nghề, đó là mình, cô Cherry và thầy Mai. Chúng mình đã từng đứng dậy ở nhiều trung tâm, có kinh nghiệm thực chiến trong và ngoài sân khấu. Chúng mình cũng có đề án riêng nghiên cứu sự phát triển của trẻ qua phương pháp đọc hiểu để áp dụng vào trung tâm như ngày hôm nay. Chúng mình có tinh thần phụng sự cộng đồng từ ban sơ, từ thuở ngồi ghế nhà trường. Và thầy Mai, thầy có tinh thần thực chiến ở trung tâm cũ, có trong mình những quy trình dàn xếp phân bổ nguồn lực cho hợp lý cho từng giai đoạn, từng thời điểm. Trung tâm ra đời dựa trên nhiều tiêu chí mà sứ mệnh và tầm nhìn của chúng mình là hướng đến xây dựng một cộng đồng học sinh tinh hoa dựa trên phương pháp độc đáo, đó là Cherry Smart Reading, Cherry Solution for 4.0 error, nghĩa là phương pháp đọc hiểu tự nhiên, giải pháp chuẩn cho thời kỳ 4.0 đó các bạn. Khi mà các bài thi cử hiện nay nặng về phần đọc nhiều, trong khi thói quen đọc sách thì lại không được xây dựng, giúp đỡ, hình thành và đã dần bị lãng quên. Phương pháp học và cách học cũ cũng không còn phù hợp nữa. Học sinh cảm thấy chán nản, ép buộc, gò bó khi phải đọc bất kỳ thứ gì, và càng không bao giờ xem việc đọc sách là một thói quen tốt trong lúc rảnh rỗi hay thư giãn. Vậy làm thế nào để học sinh trở nên hứng thú với việc đọc, việc học và đam mê đọc sách, yêu sách và xem sinh ngữ như là một bộ môn tối cực kỳ quan trọng từ nay trở về sau? Vâng, đó là lý do mà Cherry English chúng mình ra đời đấy các bạn. Chúng mình hướng đến việc trao giá trị, việc hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn, dạy cho các em cách đọc và cách học, biết cách đọc là gì, là như thế nào trước khi học mọi thứ. Điều này rất quan trọng. Dạy cách đọc cho các em trước khi học mọi thứ, nghĩa là xây dựng lại căn bản, tạo môi trường, thói quen, thị hiếu, yêu mến sách, cầm sách đọc bất cứ lúc nào có thời gian. Đặc biệt nơi đây không lễ hơn hồi hè, những gì xem là dư thừa ở ngoài kia, không cần thiết ở ngoài kia, thì lại được đề cao ở nơi chúng mình đấy các bạn. Chúng mình tổ chức các chương trình live show, dạy hát cho các em. Và phương pháp học, phương pháp đọc sách và tâm lý học sinh, tâm lý trẻ cho bố mẹ, cho con em nào quan tâm vào các chủ nhật hàng tuần từ 5:30 tới 7:00, các em sẽ được hướng dẫn để thể hiện nhiều bài hát chất lượng nhằm phát triển sự tự tin, sự phát âm tốt, cảm thụ âm tốt, giao thoa với mọi người về cuộc sống, tương tác tốt hơn qua hình ảnh, âm thanh, chất lượng và tăng khả năng cảm thụ âm và ngữ ở trẻ, ở các em. Vì rằng là nghe và nhìn chưa đủ, các trẻ thể hiện và áp dụng theo phong cách riêng của từng trẻ sẽ là hiệu quả nhất. Khi mọi thứ trở nên thói quen, hồi hè là giúp các em tỏa sáng, không còn là áp lực nữa. Các em vui chơi, thoải mái và không bị gò bó. Và ở đây, ở Cherry English, tương lai sẽ có những cuộc thi idol giữa các trẻ qua các câu chuyện, các ca khúc hát, lời ca, nâng cao khả năng cảm thụ ngôn ngữ của trẻ. Và thế là trẻ tha hồ thể hiện và phát triển ngôn ngữ. Đặc biệt chúng mình có áp dụng thang đo chuẩn Cambridge và giáo trình chuẩn Cambridge trong quá trình dạy và học từ cơ bản đến nâng cao và chuyển qua IELTS khi về đích. Điều đó thật là tốt để các em nâng tầm công dân toàn cầu, kết nối thế giới ngôn ngữ, kết nối bạn bè bốn phương và mở rộng tư duy tầm nhìn toàn diện nhất. Hơn thế nữa, các em sẽ có sở hữu tài khoản riêng để các em thực hành, áp dụng, kiểm tra ngay trên máy.
và bố mẹ có thể thấy kết quả tại chỗ một cách trực quan nhất. Và trong chương trình hè này, Cherry English mình đang chiêu sinh rất hot. 100 bạn đầu tiên sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn, thú vị, giá trị từ ngoại ngữ Cherry chúng mình. Hiện Cherry English đang chiêu sinh 4 lớp buổi tối dành cho các trẻ từ 6 đến 8, từ 8 tới 11, từ 15 tới 18 tuổi, hay những lớp xây dựng lại căn bản cho trẻ ôn luyện thi cử với giá cả và chi phí phải chăng hợp túi tiền ba mẹ, mà thầy cô lại nhiệt tình quan tâm môi trường học về chất lượng thông thoáng từ trong suy nghĩ cho tới hành động ứng xử. Thế nên đừng bỏ lỡ dịp hè này, ghé lại trung tâm và học thử trải nghiệm phương pháp Cherry Smart Reading với mình nhé. Chúc các bạn học được nhiều điều hay trong năm 2023 và không quên lan tỏa giá trị Cherry gieo hạt chất từ lúc thai nghén đến lúc phát triển trung tâm như thế này nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn tại Cherry 306 Lê Duẩn nhé. Tạm biệt các bạn.